Yes. Can I see your face? Okay. What happened? Sao đấy con? Không sao. Ok. Ok, can you smile? Có thể cười cho cô kêu xem cái nào. Ô lại tắt màn hình rồi mình. Sao thế con? Không Đâu? sao. Không sao. Con thấy con không vui, cô cũng buồn lắm. Có thử cười cho cô. Làm hết rồi. Cô chữa rồi. Okay, now look at this picture. So we have two pictures. Okay, now okay, can you tell me again? Thêm một cái tức nhỉ. Okay nhá, nào giờ cô nói này. Okay, can you tell me? Yeah. Yes. Now, con đọc cho cô các cái câu mà con đã viết nào. The first sentence. The first sentence, please. Cô là con gì? In the first picture, there is a red hound. In the first picture, there is a red house. Good job. In the second picture, there is a purple house. Yes. What else? In the first picture, the man is walking. In the second picture, the man is running. In the first picture, there is a boy. In the second picture, there is a girl. Oh, good job. Rồi, good job. Okay. So how many posts are there in the first picture? Three. Two. Two. Okay. What about the second picture? How many posts are there? Three. Three. Okay. Good job. So that's all. And in the first picture there is one airplane. In the second picture there is no. Yeah, there is no airplane. Đúng nhỉ? There is no airplane. In the first picture, we have one. Yeah? Okay. Rồi, now. Okay, now. What is the date today? It's Sunday. Sunday. Okay. Now. Ok, so bây giờ con nói là hôm nay là thứ bảy thì hôm nay là chủ nhật thì trước từ chủ nhật thì phải có giới từ gì con? On. On. Ok nào. Ok, can you repeat that sentence? Rồi, I asked you again. What is the date today? It's on Saturday. Sunday or Saturday? Sunday. Sunday, okay. Good job. All right, now. Okay, can you write down the lesson today? The today lesson, story. Story. Story, okay. Have you done story? Mẹ ơi. Sunday, hôm nay là chủ nhật con. Sunday.
Have you done? Have you done yet? Yes. Okay. Yes. Or no. Yes or no. Oh, I don't see your face. Cô không nhìn thấy mặt của mình. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Hello. 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 Okay. Okay. I just can hear your voice without your face. Okay. Okay. Now. So how many pictures are there in this story? Four pictures. Okay. Can you answer me the full sentences? The full sentences. There is four picture. Oh, there is or there are? There are four picture. Mm-hmm. So pictures, we have, say, pictures. Picture. Yeah, great job. Pictures, okay. Now, let's go. Okay, so we have four pictures in this story. What is the meaning of story? What is the meaning of story? Gone. 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 Story nghĩa là gì? Story à? Không biết. Okay. So it is your new word. Story của chúng ta có nghĩa là câu chuyện. Okay. Nên ghi cho cô story mà ngoặc câu chuyện. Okay. Vậy đây là từ mới của chúng ta. Câu chuyện. Câu chuyện. Ok. So can I see your face? Can I see your face? Can I see your face? Mm-hmm. Hello. Hello. Yes. Can I see your face? Okay. Chúng ta kể chuyện. When we tell a story, our face should be. Chúng ta như nào nhỉ? Should be happy. Khuôn mặt của chúng ta thì lên là vui vẻ. Nào, thì bây giờ cô đang luyện cho con là bây giờ con speaking, right? We speak English, so we have to smile. So smile. Không đây. Hello. Okay. Mẹ gì? Mẹ là gì? Kì. Chú bậy mẹ biết cửa rồi. Nào. Thế con đang nói gì mẹ ngã đây? Ok. Nào, thế mình bây giờ mình nói cho cô nào. Nào, bây giờ nào. Nào, can you pronounce this word? Câu chuyện. Con pronounce nào. How to pronounce? Từ này đọc là gì con? Story. Story, okay. Do you like story? Do you like stories? Yes. Yes. Cả câu mình trả lời là yes gì vậy con? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Okay. So now, what is she doing? Is what? Yeah. First, Dorothy. Đánh răng. Đánh răng. Okay. Now, first, Dorothy. Oh, cô ấy đánh răng của bạn á. Your teeth. Your teeth là răng của bạn. Cô ấy đánh răng của bạn.
Thì sang của cô ấy. À, ok nào. Thế bây giờ, nào, how do you spell first teeth? How do you spell đánh răng nào? Brush your teeth. Yeah, but nào con đánh vần cho cô nào. Brush thì gồm những cái chữ gì nào? How do you spell brush? B R U B B hold on B what? B con viết. Ok. B con viết vào phần chat à? Ok nào. Ok. Oh, B R B R U C H. Are you sure? Yes. Yes. Oh, okay. So I think it is S H. B R U S H. Right. Yes. Okay. All right. Now. Okay. Răng của cô ấy. Của cô ấy. Nào, từ jaw. Từ jaw có nghĩa là gì con? Đó là của tôi. Của tôi á? À, của tôi á? À? Của tôi á? À? Không. Của gì con? Là... Ừ, của bà. Cái đánh răng của tôi thì con nói như nào? Brush my teeth. Yeah, brush my teeth. Okay. Nào, thế bây giờ... thế bây giờ... Mai đúng không? No. Nào, thế bây giờ... How to spell, how do you spell teeth? Teeth. Teeth. How do you spell teeth? T, double E, T, H. Okay, good job. So we have say brush my teeth. Còn đây là răng của cô ấy thì chúng ta sẽ có. Của cô ấy là gì con? She, của cô ấy là... She là chủ ngữ thôi. Còn đâu chúng ta phải là her. Do you know her? Yeah. Her. Okay. Now. Okay. Okay. Now. Again. Okay. Okay. So I have to say, brush her teeth. Okay. One more time now. Brush her teeth. Brush your teeth. Nào đánh răng của cô ấy là gì ta? Brush your teeth. Okay, good job now. Okay. Rồi, so number two. The second picture now. The second picture. What is she doing? Please cùng ta. Không biết. Going down. Going down. Yeah. Do you know going down is mean đi xuống? Đi xuống là cầu down. Đúng rồi. The ladder. Những cái bậc cầu thang chúng ta có những cái từ này. Ladder. Cầu thang là gì con? Ladder. Ơi. Chứ ladder chỉ có một từ giờ đấy cô. Ladder. À, ý con là ladder chỉ có một chữ giờ hay chữ đi? D O R. Vâng. It is your ladder. Right? Hello. How do you spell ladder? L A D I O I O N. E chúng ta đọc là gì con? Later. Okay, later. Oh, really? Are you sure? Vâng, chắc mà. Em tra Google dịch cho xem. Thế à? Thế con đang dùng Google đúng không? Google dịch lên xem. Bắt đầu. Nào, Minh tra như cô chữ đấy là chữ đi hay là chữ đấy là một chữ đi hay là hai chữ đi nào?
D E R D E theo Google Maps. Nam là cầu thang. Dino cầu thang. Là cầu. Finished. Con thấy chưa? Có người ta ghi là như là này cô, để con ghi cho cô xem nhá. Yes. Con đọc tiếng Việt cho cô. S D A I O S. S E. Phần trả cho cô nhá. A R. Okay. S D. To rồi. Nó không phải con. Nó không phải từ đấy, nó không phải Google gì sai đấy con. Chúng ta có từ ladder là cầu thang, bậc cầu thang khác. Còn cái cầu thang đấy là nó là hình cầu thang đấy nó khác. Nhưng mà đây là các bậc cầu thang. Có cái từ con trai ơi là... Con trai là từ cầu thang ở noi luôn. D Ladder. How do you choose? Hey, cái này cô ạ. Stairs. Now, stairs có nghĩa là tầng trên của cô. Vì, for example, upstairs. Do you know upstairs? Upstairs mean cái tầng bên trên nhá. Nào, giờ cô sẽ phân biệt cho con này. Okay, we have upstairs. Now, upstairs đúng không? Mình vừa tra được cái từ đấy là gì? Stairs đúng không nhỉ? Vâng ạ. Yeah. So upstairs có nghĩa là từ để con xem nó có đúng không? Tầng trên. Tầng để trên. Con dịch lại xem đúng không? Okay, let's try. Let's try. What is the meaning of let's try? Let's try có nghĩa là người ta dịch là khác cơ. Ôi con, sao người ta dịch là khác em? Nào. Người ta ghi là bậc thang chứ đâu phải cầu thang đâu cô. Ừ, đúng rồi. Nào thì mình nhìn cho cô này. Cái chữ ladder ấy của chúng ta là cái thang, cái bậc cầu thang. Đó, cái bậc cầu thang, được chưa? Con nhìn vào màn hình của cô chưa nào? Đây là cô nhìn, cô tra cho con này. Đây này. Con nhìn thấy chữ của cô chưa? Con nhìn thấy cái màn hình của cô chưa? Đây, thang này. Đâu đây, thang. Thang gấp này, thang xếp này. Đấy, thì cái hình vừa nãy chính là cái thang đấy, được chưa? Okay. Đúng rồi. Đúng rồi, đấy. Thứ hai là cô sẽ tra cho con từ stair đúng không? Từ stair. Ok. Nào, stair có nghĩa là bậc thang. Bậc cầu thang. Và thứ hai. Tiếp theo. Ok. Ok, nào, stair có nghĩa là stair cầu thang gì? No. Không có chữ cầu thang gì. Cô dịch đúng rồi cô ơi. No, it's not right. Rồi, con nhìn này. Cái từ stair của cô ấy cũng có nghĩa là bậc thang. Thế nhưng mà nó là how to say no, why? Ok, let me see. Nào, bây giờ cô cho con xem hình ảnh thì sẽ dễ hơn này. Let's try. Ok, can you see this? Yes. Ok, đó là cô sẽ tra cái phần stair nhá. Thang gấp cơ, đâu mà thang okay. Đi đâu. Ok, nào, rồi, bây giờ cô tra. Ok, stair. Good job. Stay. Đấy, của con mới là đúng. Ok, stay. Ok, của con đúng. Thế của cô có sai không? Gì của cô sai rồi. Của cô sai rồi. Của cô nhá. Cái phần stay nào thì cô sẽ chọn stay cho con. Rồi, ok. À, để cô share lại cái phần cô viết này. Vừa nãy cô viết là cái phần này này. Ok. Phát gần cô viết rồi. Ok, nào. Ok, can you
Can you pronounce? Can you read? She is going to star gì đấy? Oh, going down. Down star. The stair, right? Going downstairs, right? She is going downstairs. Có nghĩa là cô ấy đi xuống các bậc cầu thang. Được chưa? Alright. Can I see your face? Can I see your face? See my face. Yes, see your face. Your face. No, lại bị cam của con bị hỏng rồi. No, I don't think so. Really? Okay. Yes. Yes. Now, can you help me to read sentences? She is going down stair. Stair. Okay. Chúng ta sẽ gọi là gì nhỉ? Căng lưỡi một tí nào. Stair. Stair. Okay. But now, can I see your mouth? Cô phải nhìn miệng của con thì cô mới biết con phát âm đúng hay không chứ. Right. Nào. Stair. Căng con nhỏ rồi. Không bật được lên. Oh, really? Okay, now, what about third picture? Thứ hình thứ ba là she is going up stair. This time is correct. Okay, cái này thì đúng rồi. Con viết going up cho cô thế nào? Trong phần chat. How to go? No. How do you spell up? U-P. U-P. Okay. Good job. She's going up stair. Okay. What about the first second? Sorry, what about the first picture? Picture cô ấy đang rửa mặt thì sao ạ? Không biết. Ở đây là hình cô ấy đang rửa mặt hay là gì con? I don't know. Cô ấy đang rửa mặt hay cô ấy đang làm gì đây? Cô ấy đang... giống như là cô ấy đang... không phải sao riêng không? I don't know. Cô không nhìn ra cô ấy đang làm gì nữa. Thế thì chúng ta sẽ nói là cô ấy đang đứng ở trên cái ghế. Con sẽ nói như là she's standing on the chair. À, okay. She is. Now, con viết cho cô chữ standing on nào. Spell it. S T A N D. Còn chữ anh I N G. On the chair. On the chair. Okay. So let me ask you, what is this tense? Tense có nghĩa là gì ta? What is this tense? Present simple, present continuous, or present perfect? TV. Em tải đơn thì em tải tiếp diễn. Cái gì nữa nhỉ? Quá khứ đơn, quá khứ thực tiễn. Nhưng mà đây là TV con. Con nào quá khứ đơn nào? Con nào con nào phải okay. So we don't talk about quá khứ đơn. Now we don't talk about past simple tense. We just talk about continuous tense. So is this continuous tense or simple tense? Gì ta? Continuous tense nghĩa là means hiện tại tiếp diễn là gì con? Đây là hiện tại tiếp diễn hay là hiện tại thường? Hiện tại tiếp diễn. Why? Tại vì cô ấy đang làm. À, cô ấy đang làm, ok, cô ấy đang đứng trên ghế, ok, good job. Rồi, nhớ cho cô nhá. Ok, now. Ok, ask you again, what is she doing?
She is standing on the chair. No, the first picture. She's brushed her teeth. Mm, okay. What is she doing? Ôm con mèo vào lòng bàn tay nào. Ôm con mèo. How to say? Giữ con mèo. Đã có một kia con nhớ từ ôm. Ok. Hoặc là giữ cũng được. Chúng ta lấy từ giữ. Giữ con mèo trong lòng bàn tay. Mình bật màn hình lên đi con. Cô buồn quá. Là từ này này cô. Đâu con? À, ok. Nào. Ok. Hấp. Nào, hấp có nghĩa là ôm. Nhưng mà ôm đây có nghĩa là ví dụ như cô ôm con và con ôm cô. Thế nhưng đây là cô gái này, cô gái chỉ cô gái ôm con nhà. Con nào có ôm con gái đâu, đúng không? Right. Đúng không? Hả Minh? Không. Ok. Nào, hấp ở đây. Nào, cô nhìn thấy cái chữ hấp của con. Con ghi cho cô ở đây có nghĩa là ôm. Nhưng mà ôm đây với ý nghĩa đấy là hai người cùng ôm nhau, hai người cùng ôm nhau, được chưa nhỉ? Nếu như đây là con mèo và đây là cô gái ôm thì đấy không gọi là hop mà nó gọi là hold, giữ. Đây, chúng ta có từ này nhá. Hold. Giữ. Ok. Ok. Do you know hold? Là ôm. Là ôm. Ôm đi ôm bút bê. Kiểu là điều. Ok rồi. Nào. Can you give me a sentence with hold? Con thử nói cho cô là cô ấy đang giữ con mèo, con nói thế nào? She holds the cat. À, cô ấy đang giữ con mèo. Vừa mới đọc xong còn giữ cô. Ơi. Cô ấy đang giữ con mèo. Vừa mới đọc xong. À. Ok, nào, mình đang ăn gì đúng không? Không. Không á? Ồ, đợi cô một tí, mấy giây thôi, máy cô nó đang chạy chạy. Ồ, lạ nhỉ, chết rồi. Ok, nào, holding. Ok, nào, bây giờ cô đánh vần cho con và con sẽ nói và con sẽ đọc cho cô nhé. H-O-L-D-I-N-G. Holding. Holding. Nào, bây giờ nói cô ấy đang ôm con mèo. Con nói như nào? Cô ấy đang giữ con mèo. She's holding the cat. The cat. Okay. Rồi. So next what? So and what about number 4? Is there a mouse? Is there a mouse? No. No, a mouse. Why no? Con bật màn hình cho cô với nhá, mãi cô không nhìn thấy Minh hôm nay luôn. Được chưa, Minh? Hello. Ô, bạn Minh đi đâu rồi nhỉ? Minh ơi. Ôi trời, ngược màn hình hả con? Sao lại lộn đầu thế này? What are you eating?
Why are you eating rice? What are you eating? Con tắt mic rồi, con tắt mic rồi nha. Con tắt mic rồi. Nè. Đâu con đâu? Nào, nếu mà không nói là con không ăn, con không đang ăn thì con sẽ nói như nào nào? I know eating. I am not eating, không phải I am no ăn. I am not eating. Ok. Thế mà cái miệng, thế mà cái miệng hoạt động như kia á. Yêu. Oh my god. Ok nào. So, nào. Cô Trinh ơi, mấy cái mở bạn hình như cô Trinh ơi. Ơi. Có gì đâu cô? Cô Trinh ơi, vừa nãy mình mở bạn hình đấy cô Trinh ạ. À. Anh ơi không chú ý vào bài ấy. Ồ, oh, mình á. À. Rồi. Bây giờ cô lấy điện thoại cô quay lại đi. Ừ, cô sẽ nào. Mẹ mẹ ạ. Ừ, không, cô không. Mẹ mẹ ạ. Cô sẽ không là như thế đâu, cô chê cơ mà con. Cô không là như thế. Cô không là như thế, bởi vì mình rất hiểu bài rồi. Ok, thấy chưa? Rồi, bây giờ mình học tiếp này. Cô không là như thế đâu. Trời ơi. Nào. Nào Minh nào. Bây giờ cô hỏi Minh nhá. Hello. Oh. Yes. Thế vừa nãy cô nói cái từ gì nhỉ? Tầng trên cô viết chỗ này nhá, con nhìn cái sư từ upstairs của cô là phải viết cái này going upstairs là đúng rồi nhá. Viết cái từ up với cái stairs là cách nhau ra. Thế mà cái từ upstairs mà viết liền thì nó là gì con? Không biết liền đâu. Ê, ý cô này, con nhìn cái từ upstairs của cô chưa? Rồi ạ. Đúng rồi, bây giờ mình ghi cho cô từ mới, upstairs. Nó hai cái từ upstairs viết liền ấy, có nghĩa là tầng trên. Upstairs, tầng trên. Nếu có một tí ạ. Ok. Upstairs, tầng trên. Upstairs, tầng trên. Upstairs, tầng trên. Xong rồi ạ. Xong rồi, how to say? Upstairs. Ok. Ý cô là xong rồi trong tiếng Anh nói như thế nào? finish. Okay, rồi upstairs. Yeah, okay. Good job. Upstairs, hai chấm. Tầng trên. Upstairs. Go to upstairs. Yeah. Upstairs. Đi thang thế. Chả phụ tập đi lại. What? Yeah. Hello. Hello Minh. Where are you now? Where are you now? Okay, okay, be quick. Minh ơi, Minh, con xong chưa? Rồi ạ. Ồ, xong rồi chúng ta học tiếp hả con?
đang làm gì với em Hương đây? Làm gì đâu à? Ông à? Ừ. Tại cô nhìn, à, tại cô nghe thấy hai tiếng bọn con nói cái gì gì ấy. Đáng. Ok, rồi. Thế bây giờ chúng ta tiếp này. Right. Nào, giờ upstairs của cô xong rồi này. Đấy là tầng trên đúng không? Vậy thì nó tầng dưới như thế nào nhỉ? Tầng dưới chúng ta sẽ nói là hello. Tầng dưới con sẽ nói như nào đấy nhỉ? Hello. Oh, tận minh của cô ngủ quên rồi à? Hello. Hello. Yeah. Ok. Nào, cái tầng trên của cô là upstairs, tầng dưới của cô sẽ là downstairs. Downstairs. Và cái downstairs của cô phải viết liền với nhau nhá. Con viết từ downstairs đi, tầng dưới. Con viết chữ đấy để thành từ mới đi. Downstairs, tầng dưới. Ok. Bao giờ xong thì nói finish nha. Vâng ạ. Ok. Vâng ạ, con sẽ nói là yes. Downstairs, downstairs, tầng dưới. Xong rồi ạ. Ok, xong rồi chúng ta nói như nào con? Finish. Finish, ok, nào. Now, can you help me to read all the new words? Read new words. Là sao ta? Đọc cho cô tất cả những cái câu mà con vừa viết và từ mới cô dạy. Nếu mới có ra là story, brush your teeth, star, hang, upstairs, downstairs. Ok, rồi, ok, nào, ok, so your homework, nào bây giờ bài tập ở nhà của con này. Your homework is record, is to record your voice. Bây giờ con sẽ ghi âm và nói lại cái bài đọc của con nhá, được chưa? Và học từ mới cho cô nha. Nha, Minh nha. Vâng ạ. Ok, thế thì hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Chúng ta, con ở nhà con nhớ là quay video và sẽ nói theo trình tự là từ bức tranh nhất đến bức tranh thứ 4 cho cô nha. Và có sử dụng tất cả những câu mà cô dạy hôm nay nha. Ok ạ. Ok, rồi. Ok, nào, how to say chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần tới nha. Goodbye, see you. Tomorrow. Nhưng mà cô không nhìn thấy mặt con cười. Bây giờ cô chưa nhìn thấy mặt con cười sáng nay. Đâu rồi? Đấy, ok, good job. Nào, ok, nào con sẽ nói lại nào. Goodbye, see you tomorrow. Goodbye, see you next time. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Em Hương. Cô chào cô. Ừ, cô chào con. Bye bye.